Thưa quý vị, bão số 3 có cường độ rất mạnh, có thể đạt cấp 14, sóng biển cao từ 7 đến 9 mét, đang di chuyển rất nhanh, hướng vào khu vực Vịnh Bắc Bộ. Toàn bộ các tỉnh ven biển Bắc Bộ có khả năng bị ảnh hưởng trực tiếp. Theo cập nhật mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ sáng nay, ngày 4 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19 độ Vĩ Bắc, 117,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông, khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam, Trung Quốc, khoảng 770 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão, mạnh cấp 11, vận tốc 103-117 km/h, giật cấp 13, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khoảng 10 km/h. Trong 24 giờ tới, vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông, sóng biển cao từ 2-4 mét, vùng gần tâm bão cao từ 4-6 mét. Từ ngày 5 đến ngày 6 tháng 9, có thể tăng dần lên 7-9 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.